Tôm và bóng xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay tôm và bóng lại chơi đồ chơi là câu cá các bạn nhá. Rồi bạn tôm ngồi ngồi trên ghế câu cá các bạn nhá. Rồi bạn tôm ra câu từ con cá một này. Tôm câu đi con. Lâu lâu lại chơi đồ chơi câu cá. Con tôm à? Con cá trước đi. Con cá. Được chưa? Rồi, kéo đi tôm kéo lên đấy. Được rồi, nặng chưa? Tao gãy cần bây giờ. Rồi đi chơi em, rút tên đi chơi em cho rõ. Con rút ra đi chơi em rồi cho rõ. Em rút ra, bóng rút ra cho rõ. Rồi. Tiếp, câu con gì đây? Tớ con cua. Con cua. Thế ra câu con cua thì bò nó không không bơi được. Thì đến con cua. Con gì cơ? Con rùa bơi được con ạ. Con thứ hai là con cua nhá. Câu con cua rồi. Này mắc à? Họ còn nhấc hẳn lên, mắc hơi nhấc hẳn lên. Không kéo nó mắc nó vướng dây rồi. Nó vướng dây con ạ. Nó để con quay nó vướng dây rồi, bố không sửa được. Đây cho mẹ sửa nhá. Mẹ sửa bố cầm mới quay bố quay. Này, con ấy ra ngoài rồi. Cầm cho mẹ sửa nhá. Đây như con rùa các bạn nhá, con rùa, con cá này. Đâu, đấy con ngao con ạ. Đấy con ngao. Con ngao. Để anh tôm câu. Ô tô mang đây. Tôi mang đây quay cho các bạn xem. Đây ô tô cần cầu bạn tôm này. Đây, ô tô cần cầu này. Đó. Vừa mua siêu thị về đấy. Đấy, bạn tôm tháo ấy nhá. Không sao. Tí nữa câu. Bố quay câu cá. Tí bố quay. Con biết đuôi. Tôi tháo ốc à? Tháo hết ốc, tháo hết bánh nha. Tôm tháo hết bánh nha. Mẹ phải tắt mừng đâu. Tôm đang tháo ô tô ấy à? Tôm đang tháo ô tô các bạn nhá. Tháo hết bánh nha. Đây là những chiếc ốc. Còn một chiếc bánh nữa thôi. Hết rồi, tháo hết 4 bánh rồi. Tháo hết luôn à? Cần câu được rồi con ạ, cần câu được rồi đấy. Câu cá xong ạ. Tháo hết xong câu cá. Tháo hết xong câu cá lại sửa tiếp.
Ok. Đấy chưa? Ở đi câu cá nhá. Ok.